Dạ, sa thủ kính cảm ơn Dung Phạm, bữa nay đọc kinh hay rồi nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Quang Thanh ơi, Quang Thanh có nghe được âm thanh của Như Pháp không, có thể cầm mic được không? Dạ, con thành kính lĩnh lễ đại đức minh mạng của Quan Âm Giao Đạo Tràng. Quang Thanh ơi, có cầm mic được không, cho Như Pháp một tín hiệu à? Dạ, không thấy tín hiệu của Quang Thanh, dạ con xin được. Dạ, cảm ơn cô Sang Đông. Dạ, con xin được ông bài câu pháp cú kinh số 246. Dạ, cảm ơn cô Hoàng Nguyệt. Dạ, nếu Quang Thanh đưa tay được thì cho tín hiệu Như Pháp nhận mít nha. Yo ba manati ba te ti mu sa wa đăng cha pa ha sa ti lo ke i din nam a di ya ti ba ra da năng cha ga cha ti. Dạ, con xin sám hối ạ. Yo ba manati ba te tu ma sa wa đăng cha pa sa ti lo ke a di năng cha pa sa ti lo ke a di nam ma di ya ti ba ra ba ra da năng cha ga cha ti. Dạ, con đọc thêm lần nữa để chờ Quang Thanh, có lẽ nhạc Quang Thanh không ổn. Yo ba manati ba te ti mu sa qua đăng cha pa sa ti lo ke a di na ma di ya ti ba ra da răng cha ga cha ti. Ai ở đời sát sinh nói lão không chân thật, ở đời lại không cho qua lợi với vợ người. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Yo ba nam ti ba te ti mu sa wa đăng cha pa sa ti lo ke a din na ma di ya ti ba ra da răng cha gạt cha ti. Yo ba nam ti ba te ti mu sa wa đăng cha pa sa ti lo ke a din na ma di ya ti ba ra da răng cha gạt cha ti. Kẻ nào vọng ngữ sát sanh trần của thiên hạ đành hanh vợ người, rượu sai ma ti dễ vui là tự đào lộ bôn chung vùi thế gian. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tăng đức Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Như Pháp thấy Quang Thanh chạy ra chạy vào rất là nhiều lần, nhưng mà nhát yếu quá không cầm mic được, mà con thấy cũng không còn được mấy phút nữa, nên con xin phép. Dạ, thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tự đức đã từ bi tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 246. Như Pháp kính cảm ơn Dung Phạm, Pháp Nguồn Lào Cai, Thi Na, cô Cẩm Vân, cô Trần Đạo, cô Sạng Đông đã hoan hỷ ôn bài câu pháp cú kinh số 246. Và nếu sư có thể đã sẵn sàng thì chiếu cho con một tín hiệu để con cung thỉnh pháp sư được không, bạch sư? Dạ, sư có ổn định đường truyền chưa, và sư đã có trước máy chưa, bạch sư? Dạ, vậy con, dạ, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức minh mẫn dẫn dạy bài học ngày hôm nay câu pháp cú kinh số 247. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phá Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa, Nam mô Ta Sa Phá Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa, Nam mô Ta Sa Phá Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, na nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan,
Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao Phật của kinh số 247. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Nam mô Bích Thai. Dạ, sa thú làm thay kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Dạ, kính tri ân bà con đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào bà con chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học sang câu kệ pháp cú số 247. Cũng giống như các buổi thứ tư do chúng tôi đảm trách, câu kệ pháp cú số 247 này chúng ta cũng học ba phần. Đầu tiên chúng ta học về ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo chúng ta học về duyên sự. Và sau cùng là chúng ta học về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Sura Meraya Pananja, Sura Meraya Pananja. Đoạn thứ hai: Yonaro Anuyunjati, Yonaro Anuyunjati. Đoạn thứ ba: Ithewa Mesolokasmin, Ithewa Mesolokasmin. Đoạn thứ tư: Mulang khanati attano, Mulang khanati attano. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy chỉ có một từ, và đây là một hợp từ. Chúng ta tách ra sura cộng với là meraya cộng với là panang cộng với là cha. Chữ M chấm mấy dưới á, xin thưa quý vị, khi mà nó nằm những cái chữ ở trong bọn là cha nhá đó, thì nó sẽ biến thành cái từ cuối của cái bọn đó, cha nhá. Nằm trước chữ chá thì nó sẽ biến thành chữ nhá. Sura có nghĩa là rượu mà người ta làm mà men rồi cái ủ men cái thành rượu thì mình gọi là rượu men. Còn meraya là rượu nấu, như là rượu gạo hay là rượu nếp, rượu lên men thì gọi là sura. Còn mà rượu mình nấu đó thì gọi là meraya. Pa năng là từ cái danh từ trung tánh pa na,
ta nói danh từ trung tánh ha, chia thành đối cách hay là chủ cách gì thì nó cũng có cái hình thức là ăn đó, xin thưa quý vị. À, nhưng mà ở đây đó là đối cách để nó làm túc từ cho cái động từ ở đằng sau là anu yun chati. Thì ba nát có nghĩa là sự uống hay là việc uống, còn chữ cha cuối cùng có nghĩa là và. Và tức là cái câu này nè kết nối với cái câu kệ pháp cú số 146 ở trên. Đến là đoạn thứ hai, đoạn thứ hai chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên vô, đây là quan hệ đại danh từ. Giá vô, vô là chia theo chủ cách số ít. Vô có nghĩa là người nào. Nhưng mà ở đây đó xin thưa quý vị, quan hệ đại danh từ này làm tính từ bổ nghĩa cho cái chữ naro ở đằng sau. Thành ra chữ vô này là mình dịch là nào thôi. Vô naro là người nào. Naro nara là người. Vô naro là người nào. Rồi từ tiếp theo anu yun chati, đây là động từ chia động từ hiện tại ha, chia theo ngôi thứ ba số ít. Thì chủ từ của cái câu này đó là yonaro. Yonaro là ngôi thứ ba số ít, thành ra động từ cũng chia ở ngôi thứ ba số ít. Anu yun chati có nghĩa là đam mê, say mê, đắm nhiễm. Đam mê, say mê, đắm nhiễm. Dạ, cái này nhiễm rồi đó, xin thưa quý vị. Nếu mà rượu đó thì cái dạng này là dạng ghiền rồi nè. Đam mê, say mê, đắm nhiễm. Nếu mà rượu đó thì mình nói là ghiền rượu. Rồi tới đoạn thứ 3, chúng ta thấy có hai từ. Từ đầu tiên Ithewa meso đây là một hợp từ chúng ta tách ra Itha cộng với là Ewa cộng với Ewa hoặc là Ewa cộng với là Eso. Itha là nó có hai nghĩa, một là đời này và hai đó là ngay lúc này. Còn ê quá nó giống như cái từ so ở trong tiếng Anh vậy đó. So thì có nghĩa là vì vậy, do đó. Rồi từ cuối cùng ê so là từ cái nhân xưng đại danh từ ê tá. Chỉ định đại danh từ ê tá. Ê tá mà chia theo chủ cách số ít, cái thành ra nó có cái hình thức là eso. Chia theo nam tính chủ cách số ít, cho nên nó có cái hình thức là eso. Chỉ định đại danh từ mà thành ra chữ eso ở đây đó, mình dịch giống như là cái chữ chữ xô vậy đó. Nhưng mà đây là ê tá, thành ra mình dịch ra là đó, người đó, người nào, người đó. Còn chữ xô đó thì mình dịch là người ấy, người đó. Từ cuối cùng lô cá smin là lô cá chia theo cách thứ bảy. Asmin cách thứ bảy số ít. Lô cá là đời, là lỗi, đời hay là cõi. Thì có cái tưởng tượng trước là ý thá, thì ý thá lô cá là đời này, cõi này. Nhưng mà ở đây mình hiểu là đời này, cuộc đời này. Đoạn thứ tư chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên mu lăng là mu lá, chia theo đối cách số ít, thành ra nó có cái hình thức là mu lăng. Mu lá
là căn, là gốc, là rễ. Căn, gốc, rễ. Từ thứ hai, khán áp tí, đây là động từ. Động từ này chia theo ngôi thứ ba số ít. Là cái chủ từ của cái động từ này là eso ở trên. Khán áp tí có nghĩa là nhổ gốc, bứng gốc. Rồi từ cuối cùng, atano, là a ta chia theo cách thứ sáu, chia theo cách thứ sáu số ít. Chữ a ta đó dịch ra là mình, thành ra cách thứ sáu thì mình dịch ra là của chính mình. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Vô na rô, người nào, xin lỗi, chúng ta dịch cái liên từ và trước ha, và để kết nối với cái câu trên đó. Còn nếu như đó mà chúng ta hiểu cái câu này độc lập đó thì chúng ta bỏ chữ và đó cũng được. Cha và vô na rô, người nào a nu yun cha tí, đắm nhiễm. Su ra me rai ya pa năng, nắm nhiễm. Rượu men, đắm nhiễm trong việc uống rượu men, rượu nâu. Đây là đắm nhiễm. Và người nào, thôi đam mê đi ha, đam mê đắm nhiễm mà cũng giống nhau như vậy ha. Và người nào ha, đam mê uống rượu men, rượu nâu. Đây xem như là một cái clause, một mệnh đề đó, cho mình phải ra. Phải như vậy thì mình phải thêm cái chữ thì để mình nối. Thì eso, người đó, ý thê quá lô cát min, thì người đó trong đời này hay là tại đời này, khá ná tí, bứng gốc, bứng ha, mu lăng, cái gốc rễ hay là cái căn bản atano của chính mình. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 247. Người nào đó đắm nhiễm trong, người nào đắm nhiễm trong việc uống rượu men, rượu nấu, thì người đó trong đời này vẫn gốc rễ căn bản của chính mình. Rồi bà con chúng ta giỏi văn chương hay ngôn ngữ thì chúng ta có thể chải chuốt, gọt đũa các cái từ ngữ sao nghe cho nó hay hơn. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 247. Kính tri ân cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng bà con chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ avivādemi svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi
Supatipanno Phakkavato Savaka Sangho Sangham Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì toàn thể quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 247. Câu kệ này cùng với hai câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 246 và 248. Ba câu kệ này có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chia Táo Quán Á, đề cập đến năm ông Thiện Nam. Quý vị nghe hơi nhỏ hả? Chúng tôi sẽ chỉnh to lên tí. Rồi, to rồi đó. Đề cập đến năm ông Thiện Nam. Thì năm ông Thiện Nam này nè, một ông đó giữ giới sát sanh, tức là phát nguyện không có dùng gậy gộc đao trượng nè, bản thân của mình hoặc là sai bảo người khác đánh đập đoạt mạng sống của chúng sinh khác. Một ông khác đó, thì giữ giới không có tư bản của mình hoặc là sai bảo người khác lấy của người khác khi chưa được cho. Ông thứ ba đó thì là phát nguyện đó, tự bản thân của mình hoặc không có sai bảo người khác thực hiện cái hành vi dâm dục trái phép. Rồi một ông khác đó là tự bản thân của mình ha, hoặc là sai bảo người khác nói láo, nói dối. Rồi một ông khác nữa đó ha, thì tự bản thân của mình ha, hoặc là sai bảo người khác không có uống rượu men và rượu nóng, tức là không có dễ vui ha, uống rượu men và rượu nấu, hoặc là không có uống rượu men và rượu nấu là dẫn đến dễ vui. Năm âm dưỡng năm giới vậy đó. Thì cái câu chuyện này nè, bà con chúng ta mà học nhiều ở trong cái bộ môn kinh Pháp Cú này đó, thì mai mốt đến phẩm Bà La Môn, phẩm Tỳ Kheo, như chúng tôi nhớ đó là một trong hai phẩm đó đó, thì cũng lại có cái câu chuyện liên quan đến năm ông Thiện Nam. Nhưng mà năm ông Thiện Nam đó, đó thì lại là gìn giữ năm căn, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Và rồi đó, ông nào mà giữ cái căn nào đó thì cho rằng cái căn đó là khó giữ nhất. Thì ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy. Ông nào mà giữ cái giới nào thì ở đây ông hay xin tôi vậy, mà mình hiểu rộng ra thì có thể là bà. Bà nào, ông nào giữ cái giới nào đó thì cho rằng cái giới mà mình đang giữ đó, đó là khó giữ nhất. Còn mấy cái giới kia đó là vì mình giữ mà thành ra là cho nó dễ. Thì từ cái chỗ đó sẽ dẫn đến gì xin thưa gì? Tự tán quỷ tha đó. Cái mình giữ thì mới khó nè, cho nên đó là mình làm được việc khó, còn cái người ta giữ đó là dễ, cho nên người ta làm việc dễ thôi. Vậy có nghĩa là mình hơn người ta rồi.
Thì không có ông nào chịu thua ông nào cả. Cái bắt đầu đó là mới trình bày cái câu chuyện này lên Đức Thế Tôn. Nghe xong Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài không có nói hoặc là khẳng định rằng giới này là khó giữ nhất, giới kia đó là dễ giữ nhất. Ngài không có nói giới nào khó, giới nào dễ cả. Đó, mà ngài nói là gì? Tất cả năm giới đều có hành trì như nhau. Đều có hành trì như nhau. Vậy ngài mới thuyết lên một loạt ba câu kệ này. Thì xin thưa quý vị, cái duyên sự này cho chúng ta thấy ba câu kệ này đề cập hay trình bày về năm giới. Hôm thứ hai chúng ta đã học câu kệ 246, hôm nay chúng ta học đến câu kệ 247. Đức Thế Tôn ngài thuyết Sura Meraya Panancha Yonaro Anu Yunchati Ithewa Mesolo Kasmin Mulang Kanati Atano. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: uống rượu men rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: kẻ nào vọng ngữ, này ngài dịch là gọi, kẻ nào vọng ngữ sát sanh trộm của thiên hạ, đành hâm vợ người, rượu say ma túy dễ vui, là tự đào lỗ chôn vùi thế gian. Này ngài dịch là gom hai câu, là câu 46 với câu 47. Rồi có cái bản dịch của chúng tôi nữa nè. Thì đây là ba cái bản dịch này cho chúng ta hiểu ngôn từ Bali ở cái câu kệ này. Và duyên sự là gợi mở để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, khi nãy chiếc nghĩa từ vận chúng tôi có nói câu kệ này kết nối với câu kệ trên là câu kệ 246 đó, đồng thời cũng có mối quan hệ luôn với câu kệ ở dưới là 248. Dạ, 248. Và khi trình bày duyên sự chúng tôi có nói ba câu kệ này nè, ý đó là đề trình bày diễn giải về năm giới. Dạ, diễn giải năm giới. Thì năm giới này nè là cái căn bản. Năm giới này là cái căn bản. Năm giới này đó, người ở xứ Kuru thì gọi là tự nhiên giới. Tự nhiên giới. Cái căn bản hay là tự nhiên giới ở đây đó mình hiểu là gì? Mình là con người nè, xin thưa quý vị, mình ở cõi người nè, ở trên mặt địa cầu nè. Đó thì đây đó ha, xem như là gì ạ? Là cái nền tảng, là cái căn bản của tất cả chúng sinh. Nếu không may mà mình trật chân cái đó là mình sẽ phải bị té xuống. Mình té xuống. Té xuống đâu ạ? Té xuống các cái cõi thấp hơn là địa ngục, súc sinh, quỷ khổ, Atula. Nhưng nếu mà bà con chư Phật tử chúng ta mà có nghiên cứu học hỏi rành về vũ trụ quan của Phật giáo ha, thì bốn cái cõi khổ đó đó chỉ có một cõi thôi là có cái chỗ, còn ba cái cõi kia đó thì là nương gá, quỷ khổ, không có cái cõi hay là chỗ trú riêng biệt. Súc sinh nè cũng không có cõi hay là chỗ trú riêng biệt. Atula cũng vậy, chỉ có địa ngục thì có cõi địa ngục riêng biệt. Có cõi địa ngục riêng biệt. Thành ra đó là mình bây giờ đang là con người nè, mà trật chân cái đó
đó là mình sẽ rơi xuống bốn cái cõi khổ đó. Còn mà mình muốn lên các cái cõi trên thì sao, xin thú gì? Mình phải cố gắng nỗ lực thì mình mới lên được. Còn mình mà không có cố gắng nỗ lực á, mà cứ sống buông xuôi buông thả đó, thì dĩ nhiên là mình sẽ phải bị rớt xuống. Đó, mình phải bị rớt xuống. Hay giống như mình đứng mà giống như mình bơi đi ha. Đó, mình bơi đi. Mình có thể đó là mình giữ thăng bằng, là mình đứng lại chỗ. Mình muốn tiến tới đó, mình muốn bơi tới đó ha, thì là mình phải nỗ lực thì mình mới bơi tới được. Còn mà mình buông xuôi đó thì bắt đầu đó là gì? Bị cái dòng nước đó nó cuốn mình đi. Tức là mình đi theo cái tự nhiên của cái dòng nước đó. Do đó sống ở trong cái cuộc đời này, nếu mà mình sống buông xuôi đó thì mình sẽ phải bị rớt. Còn mà mình sống có cố gắng nỗ lực đó, thì mình mới đi lên được. Đi lên được. Thành ra cái gốc rễ, cái căn bản ở trong vũ trụ quan này đó, mình hiểu đó chính là cõi người. Cõi người. Và mình được cái thân làm người này nè, thì đây xem như đó là cái căn bản hay cái gốc rễ của chúng sinh. Từ cái thân người này nè, nếu không có mình mà không có cố gắng, không có nỗ lực đó, thì mình sẽ phải thay hay là bỏ cái thân người này đi để chuyển sang là thân súc sinh, thân địa ngục, thân quỷ khổ, thân A-tu-la. Còn nếu mà mình cố gắng tinh tấn siêng năng hơn thì mình chuyển hóa đổi thành thân chư thiên, thân phạm thiên. Thân chư thiên, thân phạm thiên. Vậy thì cái căn bản gốc rễ ở đây ha, mình hiểu một là cõi người, thứ hai là con người. Dạ, thứ hai là con người. Và năm giới này nè, năm giới này nè là cái gốc, là cái rễ, là pháp tự nhiên. Pháp tự nhiên để mình được trở lại làm người. Tức là mình đứng yên đó, mình không bị rớt xuống, mà mình không cũng không có được đi lên. Đi lên đó thì mình phải nỗ lực siêng năng thêm tí nữa. Ví dụ như là mình không có phạm mấy cái giới này. Nhưng bên cạnh mình không có phạm mấy cái giới này đó, thì mỗi một giới đó có chứa đựng một số các pháp tính trong đó. Mình thành tựu được các pháp tính đó, đó thì mình sẽ được đi lên. Do vậy đó mà ở bên Phật giáo phát triển đó, người ta mới có một cái câu đó là ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Năm giới này mà mình không có giữ được thì là mình bị rớt xuống. Mình bị rớt xuống. Và cái câu kệ hôm nay chúng ta học đó là đề cập đến cái giới thứ năm. Cái giới thứ năm. Còn bốn giới kia đó chúng ta đã học xong rồi. Thành ra hôm nay chúng tôi chỉ trình bày cho bà con chúng ta cái giới thứ năm thôi. Cái giới thứ năm mà chúng ta thường hay phát nguyện để thọ trì đó là Suramariyamachapamadathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Chúng ta đọc tiếng Việt là vậy. Nhưng mà ngài Hòa thượng Hộ Pháp đó thì ngài sửa lại là con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân đưa đến sự dễ vui. Đưa đến sự dễ vui. Vậy thì hai cái bản dịch đó đó, chúng ta thấy này nha. Do uống rượu và các chất say cho nên đó chúng sinh đó đó mới bị dễ vui. Rồi cũng ngược trở lại nha, là do có dễ vui cho nên mới dẫn đến đó là uống rượu và các chất say. Thì nếu mà nói theo cái kiểu do dễ vui cho nên uống rượu và các chất say thì là dễ vui đó là điều kiện, uống rượu và các chất say đó là kết quả.
Còn nói rằng ha, uống rượu và các chất say là nhân đưa đến dễ vui, thì uống rượu và các chất say đó là điều kiện dễ vui, đó là kết quả. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, với cái khả năng phạm phu của mình đó, thì mình khó biết lắm ha, khó xác định được nào là điều kiện, cái nào là kết quả đâu. Mình không có xác định được. Thành ra đó là mình ở đây đó, mình hiểu vậy nè, mình hiểu cả hai phía. Là uống rượu, đam mê rượu men rượu nấu này ha, khiến cho mình dễ vui. Rồi là gì? Do có dễ vui đó, đó cho nên mình mới đam mê rượu men rượu nấu. Rượu men rượu nấu. Thì hiểu theo cái phía nào đó, hiểu theo cái phía nào đó, thì cũng tức là gì? Mình đang bị dễ vui. Dạ, đang bị dễ vui. Mà ở trong cái phẩm phóng dật hay là bất khinh xuất đó, mình đã từng học rồi, dễ vui là sao ạ? Như chết. Dễ vui là con đường chết. Còn không có dễ vui đó là con đường sống. Dễ vui như chết rồi, còn mà không có dễ vui đó là bất tử. Dễ vui chết rồi là sao? Mình đang làm người nè, bây giờ mình không còn được làm người nữa thì xem như là chết rồi. Cái chết đó đó ha, là mình đang sống nè, mà cũng như chết vậy đó. Vì do dễ vui vậy đó, thành ra là mình không làm được, không tạo dựng được bất kỳ một cái thiện pháp nào cả. Mà không có tạo dựng được bất kỳ một cái thiện pháp nào cả, thì thử hỏi bà con, chứ ngay lúc đó đó, mình có sự cố gắng không? Có sự siêng năng tinh tấn nỗ lực không? Có thể có. Tại vì cố gắng siêng năng nỗ lực là sở hữu cần, mà sở hữu cần đó là sở hữu tợ tha, nằm trong nhóm biệt cảnh đó. Thành ra là anh đi theo bất thiện cũng được, anh đi theo thiện cũng được, anh đi theo vô vi cũng được. Bất thiện cũng có sự siêng năng cố gắng, thiện cũng có sự siêng năng cố gắng. Nhưng mà khi nãy chúng tôi trình bày với quý vị đó ha, mình là con người nè, mình đang ở cõi người, thì đây là cái căn bản. Mình phải cố gắng siêng năng nỗ lực thì mình mới leo lên được. Thì thành thử ra cái siêng năng cố gắng nỗ lực ở đây đó, mình phải hiểu là gì. Siêng năng cố gắng nỗ lực này nè, nó thuộc chánh cần. Mà chánh cần đó thì phải thuộc thiện. Chánh cần là thận cần nè, trừ cần nè, tu cần nè, bảo cần. Mình phải có siêng năng nỗ lực để tạo dựng các cái thiện pháp. Thì lúc đó, đó mình mới leo lên, mình mới ngôi lên được. Còn mà mình mà buông xuôi đó, hoặc là gì, cho dù mình có siêng năng cố gắng ở trong bất thiện đi nữa đó, thì nó tuột xuống càng nhanh hơn, giống như là nước chảy mạnh nó cuốn mình đi mau hơn, cuốn đi mau hơn. Thành ra dễ vui đó, là như chết rồi vậy đó. Mà chết rồi là sao à? Chúng ta hiểu vậy ha. Đức Thế Tôn này dạy bốn cái khó. Là khó sanh được làm người nè ha. Kicchō manussapati lāpho. Khó đạt được thân người, hay là khó đó ha, sanh được làm người nè. Rồi khi sanh được làm người đó ha, mà được sống còn đó, là có. Vậy thì được sống còn là sao xin thưa quý vị? Được sống còn ở đây mình hiểu là không có dễ vui. Đó, được sống còn ở đây có nghĩa đó là mình sống cho ra sống, mình sống có hy hiến, mình sống đó đó có đem lại cái lợi ích cho bản thân của mình, lợi ích cho người khác. Đó, thì sống cái kiểu vậy đó mới được gọi là sống còn. Thì sống còn đó đó đối lại với là dễ vui.
Dạ, đối lại như vậy vui. À, thì từ cái chỗ sống còn ha, là sống mà có cống hiến nè, có hy hiến nè, cho những người thân yêu của mình nè, cho chòm xóm nè, cho đất nước nè, cho xã hội. Đó, cho xã hội. À, và qua cái cách sống có hy hiến, có cống hiến đó đó, cho nên cái khó thứ ba là được gặp chánh pháp. À, được gặp chánh pháp có nghĩa là cái sống hy hiến cống hiến đó đó ha, mà được chánh pháp soi rọi, được chánh pháp chỉ đường. À, được chánh pháp chỉ đường tức có nghĩa đó là cái sống hy hiến cống hiến đó đó dựa trên tinh thần của chánh pháp. À, dựa trên tinh thần của chánh pháp là sao ạ? Dựa trên tinh thần của chánh pháp là làm lành lãnh giữ. À, rồi là cái gì? Đạt đến chỗ tâm ý thanh tịnh. Dạ, đạt đến chỗ tâm ý thanh tịnh thì đó là cái công năng của ánh đèn chánh pháp đó. Bắt đầu mới dẫn đến là gì? Tự bản thân của mình giác ngộ. Dạ, tự bản thân của mình giác ngộ thì bốn cái khó vậy. À, thì trong bốn cái khó này chúng ta thấy là gì? À, sống có hy hiến, sống có cống hiến đó. À, thì xem như đó là đang sống. À, đang sống. À, còn mà mình sống dễ vui đó là như là chết rồi. Bây giờ chúng tôi mới cụ thể. À, thì dễ vui đó là sao ạ? À, sống dễ vui đó tức có nghĩa đó là sống mình coi thường cái việc ác nhỏ, nghĩ rằng nó không có cho kết quả đến mình, cái bắt đầu đó là mình làm. À, từ cái chỗ mà mình làm được các cái việc ác nhỏ nhỏ vậy thì việc ác to mình cũng làm luôn. À, cho rằng là cái việc thiện nhỏ nhỏ vậy nè, nó không có kết quả gì đâu, thành ra là bỏ qua. Từ chỗ bỏ qua vậy quen riết, cái bắt đầu là gì, việc thiện to tát cũng thèm làm luôn. À, thì sống coi thường vậy. Có một cái câu chuyện là cái ông Mahathana á, ông có người con trai độc nhất thôi. Ông là đại phú hộ, có rất là nhiều tiền bạc. À, nghĩ rằng với số tiền bạc này đó thì con của mình đó là nó sống tới chết cũng hết nữa, thành ra đó là không cho con học hành gì cả. À, thì người con đó cũng không có học hành gì cả. À, bắt đầu đó là lớn lên là lấy vợ. À, lấy vợ mà không có học hành, không có nghề nghiệp gì cả. Cái căn bản của cái cậu này đó là con người nè, sống trên cõi người nè. À, chẳng những vậy ra mà còn có rất là nhiều phước. À, phước vật nè, phước đức nè, là thừa hưởng cái danh vọng của cha nè, phước trí là có khả năng thành tựu đạo quả ngay trong kiếp đó đó. À, thì khi mà được làm người sống ở trên cõi người này nè, thì là mình đang đạt được cái căn bản ở trong vũ trụ quan, đạt được cái căn bản của chúng sinh là được làm người đó. À, rồi được ở cõi người nè. À, cái bắt đầu là gì? À, cái cậu này đó mới sau khi cha chết thì là thừa hưởng cái tước hiệu, cho nên là đi vào triều để chậu vua. À, thì trên đường đi lên triều rồi về nhà, cái bạn bè nó mới rủ rê. Tập cho cái cậu này đó uống rượu, tập cho cái cậu này đó là bài bạc, tập cho cái cậu này đó là đàn điếm. Đàn điếm. Thì xin thưa quý vị ha, rượu nè, theo quý vị đây có phải là vật dục không? Vật dục. Hoặc là mình nói cách rộng ra đó là cát dục. Bài bạc là vật dục hay là cát dục. Đàn điếm là vật dục hoặc là cát dục. Thì cát dục này đó ha, là mồi của ma. Cát dục này nó có hấp lực. Dạ, nó có hấp lực xin thưa chị. Cát dục này đó, vì nó có hấp lực vậy đó, cái thành ra là gì, nó hấp dẫn chúng sinh. Dạ, nó hấp dẫn chúng sinh. Mà xin thưa quý vị, nó không phải là nó ô một cái đó ha,
là nó lôi kéo được chúng sinh liền, à, mà nó phải rất thấm thấm rừng từ từ, à, thấm rừng từ từ qua tai nè, qua mắt nè, qua mũi nè, qua lưỡi nè, qua thân riết, à, cái bắt đầu nó mới ngự trị ở trong cái chúng sinh đó. À, cái cậu thanh niên này đó, à, mới đầu người ta rủ uống rượu, ở thì cũng cứ nhắc thôi, hoặc là ly hai ly thì có sao đâu, chết tay nào đâu. Nhưng mà dần dần nó xin thú vị, cái ghiêng hồi nào không hay. Bài bạc cũng vậy, à, đánh lần hai lần đâu sao đâu, à, đánh riết, à, có thắng nè, có thua, cứ ghiêng hồi nào không hay. Đó là lúc này đó được gọi là dục lậu đó, nó cứ thấm từ từ vô vậy. Bài bạc, à, rượu chè, bài bạc đến đàn điếm cũng thấy. À, còn cái trường hợp là gì? Kết giao với bạn ác thì là hôm nay ha, chơi với anh này, ngày mai chơi với anh kia, ngày mốt chơi với nhóm nọ, riêng cái bắt đầu đó là gì? Mình chơi với bạn ác nào mà mình cũng hay luôn. À, thì đây là dục lậu nó xâm chiếm đi từ từ vô vậy. À, cái bắt đầu là gì? Từ nè ha, người thừa hưởng hai gia tài của hai đại phú hộ. À, cái bắt đầu là gì? Tài sản đó đó do ha, do bốn pháp này này sư thưa gì, mà bốn pháp này đó khởi nguồn là gì ạ? Là dễ vui, là coi thường đó. À, nghĩ rằng uống vài ba ly có sao đâu, à, đánh vài ba gián bài có sao đâu, à, coi thường vậy đó. Cái bắt đầu riết là gì? Nó nhiễm, nó ghiền hồi nào không hay. Yeah, kiện hồi nào không hay, trở thành đam mê là đắm nhiễm luôn. Đam mê đắm nhiễm trong bài bạc, đam mê đắm nhiễm trong rượu chè, đam mê đắm nhiễm trong gái gú, đam mê đắm nhiễm trong kết giao bạn ác. À, thì đây là bốn pháp ha, khiến cho tiêu hao tài sản, là khiến cho tiêu, mình nói theo ba lời phước ha, là khiến cho tiêu hao phước vật này, khiến cho tiêu hao phước đức này, khiến cho tiêu hao phước trí. Cái căn bản của cậu này đó là có phước vật này, có phước đức này, có phước trí này. À, nhưng mà bây giờ do dễ vui vậy là thành ra là gì? Phước vật tiêu hao khiến cho cậu này đó với vợ đó phải làm thành viên của cái bang, tức là phải đi ăn xin, à, là của cải tài sản bị đào bới mất rồi đó. Danh vọng địa vị nè, à, là thừa hưởng cái tước hiệu của cha đó, là triệu phú đó, vô chầu vua đó, bây giờ trở thành ăn mày rồi, à, là danh vọng địa vị xong, à, cho đến là cái gì? Phước trí có khả năng chứng đạt được đạo quả ngay trong kiếp đó cũng xong luôn, không còn nữa. À, thì với cái con người đó đó thì xin thưa quý vị, sau khi thân bại mạng chung đi đâu về đâu, à, rớt rồi, à, rớt rồi. Vậy có nghĩa là cái gì? Cái căn bản ngay trong đời sống hiện tại nè, cái cậu đó đó đã làm cho tiêu tan, tức là đào bứng, à, bới gốc là như vậy đó xin thưa quý vị. Rồi gì nữa? Sau khi thân bại mạng chung bị đọa thì tức có nghĩa là cái gì? Gốc rễ tương lai cũng mất luôn. Dạ, gốc rễ tương lai ha, cũng mất luôn. À, mất là bởi vì do đam mê đắm nhiệm. À, đam mê đắm nhiệm đó dẫn đến dễ vui, hoặc là từ cái sự dễ vui dẫn đến có đam mê đắm nhiệm đó. À, thì ở đây đó ha, bà con chúng ta nên minh định cho nó rõ ràng ha. Là khi nào đó mà mình đắm nhiễm, mình đam mê ở trong rượu men, rượu nấu này đó, đó thì ngay khi đó đó mình mới bứng cái gốc rễ của mình, tức có nghĩa đó là mình mới làm cho mình đó trở thành một cái con người dễ vui. Còn rượu xin thưa quý vị, nó có hai tác dụng. Một là gì? Nó làm cho người ta say. Say thì dẫn đến là gì? Dễ vui. Nhưng thứ hai đó, rượu này nó cũng là thuốc. Và thuốc là làm chất dẫn.
Như ở phương Tây đó, người ta khuyến khích đó là mỗi bữa ăn nên có một ly rượu vang để hỗ trợ tiêu hóa. Đó, do đó đó ha, mình phải biết được cái tác dụng, tác hại. Tác dụng này nè, Đức Thế Tôn ngày giải ra là gì? Vui ít, khổ nhiều. Nhưng mà xin thưa quý vị ha, các dục đó cũng là đối tượng. Nhớ nha, các dục đó nha, nó là miếng mồi của ma, khiến cho chúng sinh á, tham đắm đắm nhiễm vào. Nhưng mà các dục đó cũng là đối tượng khiến cho chúng sinh á, được giác ngộ giải thoát. Khi chúng sinh đó thấy ra được rằng các dục đó nó có mặt phải thì nó cũng có mặt trái. Mình sợ hãi đối với mặt trái thì mình từ bỏ luôn đối với mặt phải. Thì khi đó đó mình mới nhàm chán được đối với các dục này. Thành thử ra đó, khi mà mình sử dụng các dục đó, mình sống ở cõi dục mà, thành ra thế nào mình cũng phải sử dụng các dục này hết đó. Chứ không có cách nào mà mình không có dính líu nữa, hay là quan hệ nữa, hay là sử dụng các dục này được. Do đó khi mà mình sử dụng đó, thì mình phải biết. Mình phải biết, chứ mình đừng có nói nghe nói rằng nè, đam mê rượu men rượu nấu vậy thì là bứng đi cái gốc rễ được trở lại làm người làm trời. Cái bắt đầu là gì? Mình đã phá nè, mình kịch liệt phản đối nè, mình chê sắc trách nè, tất cả những ai đó uống rượu uống bia. Thì xin thưa quý vị đó, khi mà mình có cái tư tưởng vậy thì mình dễ dàng rơi vô cực đoan. Rượu có hai tác dụng, một là có hại và hai là có lợi. Thì lợi hại đó, đó là tùy thuộc vào người sử dụng. Đây Đức Thế Tôn ngày dạy một vấn đề liên quan tới rượu. Nhưng mà xin thưa quý vị ha, trong cuộc đời này đâu có phải chúng sinh chỉ đam mê có cái này không. Mà các dục nó đa dạng, thì thành ra đó mình đam mê một loại nào ở trong các dục đó cũng chết hết. Cũng chết hết. Do vậy đó mà tự bản thân của mỗi mỗi người chúng ta đó phải nhận ra được cái lợi và cái hại của các dục khi mình sử dụng, để bản thân của mình đó đừng có trở thành nô lệ cho cái loại dục mà mình đang sử dụng đó. Mình mà trở thành nô lệ thì tức là khi đó mình bị đắm nhiễm rồi đó, mình bị mê, mình bị ghiền rồi đó, thì là mới chết. Còn mình sử dụng mà mình biết đó là phương tiện hỗ trợ cho cái đời sống của mình tốt đẹp hơn, để mình làm được các cái việc cao cả hơn, thì sử dụng như vậy đó là tốt hơn. Xin thú vị ha. Thì ở đây chúng tôi nói rộng ra một tí vậy đó, là mình đam mê cái nào cũng chết hết. Đam mê rượu men rượu nấu cũng chết nè, đam mê gái cũng chết nè, đam mê cờ bạc cũng chết nè, đam mê ăn uống cũng chết nè, đam mê fashion cũng chết nè, đam mê du lịch cũng chết. Không có cái đam mê nào mà mình có thể sống được. Nhưng mà ở đây đó, Đức Thế Tôn đang dạy cho chúng ta dựa trên cái thắc mắc của năm ông Thiện Nam. Mỗi một người giữ một giới đó, người nào giữ được cái giới nào thì cho rằng cái giới đó đó là nhất. Thành ra đó Đức Thế Tôn này mới dạy về mỗi một giới, cái nguy hại của nó như thế nào, để từ cái chỗ đó đó mà mỗi mỗi người nhận ra và từ bỏ nó. Đừng để bản thân của mình trở thành nô lệ cho nó. Thì khi đó đó, xin thưa quý vị, là mình đã có được một cái sự siêng năng tinh tấn nhất định rồi đó. Hay nói cách khác hơn là mình có tu tập chính cần đó. Mà khi có tu tập chánh cần đó ha, thì đi nguyên bộ ba,
Liên nguyên bộ ba, thưa quý vị, khi mà mình có tu tập tinh tấn thì sẽ có niệm và có tuệ. Có tuệ để hiểu ra được cái lợi và cái hại. Có chánh niệm để nhớ cái lợi như thế nào, cái hại như thế nào. Có chánh cần hay là tinh tấn đó là để lấn lướt lướt qua cái hại và làm tăng trưởng lớn mạnh lên cái có lợi. Chúng ta tu tập bất kỳ một pháp nào thì cũng đều phải có cái bộ ba này. Có cái bộ ba này. Trước hết là phải nhận ra cái đúng cái sai. Rồi phải nhớ. Nhớ phương pháp cách thức thực hành. Rồi cố gắng siêng năng. Thì lúc đó mình sẽ có được cái sự thành tựu. Thì nói tóm lại, trong kinh nói năm giới này là cái nền tảng, là cái căn bản để mình được làm người. Từ cái chỗ đó đó, mỗi người chúng ta nhận ra vậy, hiểu vậy, thì cố gắng gìn giữ cho nó tốt đẹp năm giới này, để tối thiểu đời sau đó mình cũng được trở lại làm người. Còn nếu tốt đẹp hơn nữa đó, thì đời sau mình sanh lên các cái cõi cao cao hơn, rồi tốt đẹp hơn nữa đó. Năm giới này nè, làm nền tảng để phát sanh lên đỉnh. Đỉnh làm nền tảng để phát sanh lên tuệ, thấy được tam tướng của pháp vũ vi. Đó, thì lúc đó đó, rồi xin thưa quý vị đó, dù cho mình trở lại cõi người hoặc là sanh lên các cái cõi cao cao hơn nữa đi, thì cũng an lạc hạnh phúc vô cùng. An lạc hạnh phúc đó, đó là vì dù cho mình có dễ vui cỡ nào đi nữa thì cũng không có đọa. Và dù cho dễ vui cỡ nào đi nữa đó thì nhiều lắm đó, 7 kiếp sau thôi. À, 7 kiếp sau thôi là mình được vô dư y niết bàn. Đó là những cái gì mà chúng tôi hiểu được và xin trình bày đến với room pháp quốc kinh của chúng ta, liên quan đến đề tài mà chúng ta học hôm nay là câu kệ pháp cú 247. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin chia phần phước thí này đến với bà, quý cô tu nữ cùng bà con chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này xin chia đều đến tất cả chúng sanh trong 3 giới 4 loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 247 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến Đại Đức Tuệ Đức. Tê thật là tha sư khí ta vô đô la ha bút thật sa sa nê a rô ga sư khí ta ho thật sa ha sa bê hi nhà tê phi. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sitya Chanagatha Sikthamatu 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 Idang Phalang Etasming Ratanatayasming Sambasadana Chetaso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai.
Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tệ, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ne tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thin ka ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Gama cha đề sa ni gama cha ít sa ra sapa na bu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba tít cha te sap be bi đục khát sa kha ron tu sang